Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát Computer. Bây giờ là vào khoảng giữa năm 2022, là khoảng thời gian mà anh em chuẩn bị nghỉ hè và anh em thường là sẽ chơi game. Vậy thì chơi game chúng ta cần gì? Đúng rồi, chúng ta sẽ cần một mẫu bàn phím cơ với mức chi phí đầu tư không quá cao và chỉ khoảng 500.000 đồng. Anh em hoàn toàn có thể lựa chọn cho bản thân những cái mẫu bàn phím cơ rất tốt để có thể sử dụng. Và để giúp cho anh em dễ lựa chọn hơn thì mình cũng đã mang tới đây là hai mẫu bàn phím cơ tốt nhất ở trong phân khúc, đó chính là Dell EK87 và Era EK387L. Yếu tố đầu tiên đó chính là tiền đâu. Mức giá của cả hai sẽ lần lượt là Dell là 499.000 đồng và Era là 549.000 đồng. Sự chênh lệch 50.000 ở đây là nằm ở cái việc cách sắp xếp và cách định giá của mỗi hãng khác nhau. Thì với mức chênh 50.000 như vậy thì mình nghĩ là hai cái mẫu phím cơ này chúng ta hãy dễ dàng hơn đi, coi như là giống nhau. Về mặt kích thước thì cả hai thì đều sử dụng form là TKL, tức là chúng ta sẽ không có phần phím 5 pad, layout và cách bố trí các phím là tương tự nhau. Thế nên về mặt công năng sử dụng và khả năng tiện dụng sẽ là tương đồng với nhau. Về việc là chúng ta sẽ không cụ phím 5 pad thì đây sẽ là mẫu bàn phím cơ nhỏ gọn để anh em có thể thuận tiện mang đi mang lại khi chúng ta chơi game. Chúng ta có thể để gọn bàn phím lại một chỗ và di chuột thì khi đấy cảm giác trải nghiệm trên mẫu bàn cũng là cực kỳ rộng, rất tuyệt vời. Tiếp theo thì mình sẽ nói đến cái khía cạnh chất lượng hoàn thiện. Thì mình sẽ đánh giá là dựa trên tầm giá của sản phẩm là 500.000. Thì với cái tầm giá như vậy thì cả hai mẫu bàn phím cơ thì đều cho cái chất lượng hoàn thiện khá tốt. Dĩ nhiên thì cái phần vỏ ngoài vẫn được làm từ nhựa, và cái phần nhựa được tạo thành ở đây là hai miếng nhựa được lắp ráp vào với nhau. Thì cái khoảng lắp ráp ở đây sẽ không bị thừa ở phần mối nối. Cả hai mẫu bàn phím cơ thì đều có cái khung nhựa đúc chắc chắn đây phủ, và anh em có thể khi mà anh em bóp vào anh em có thể cảm nhận được. Đấy là xét trên khía cạnh là 500.000 thôi nhá. Anh em xét trên khía cạnh cao hơn, sử dụng mẫu bàn phím cơ 2-3 triệu hoặc thậm chí 4 triệu có khung bằng nhôm thì bảo cái này không chắc chắn thì nó khác tầm giá nhau mà. Mặc dù đều được làm từ nhựa, thế nhưng cái phần bề mặt của bàn phím cơ đến từ Era thì sẽ có một lớp phủ nhám nữa, và cộng thêm một điều nữa là bàn phím cơ đến từ Era thì sẽ dày hơn một chút xíu khi so với mẫu bàn phím cơ đến từ Dell. Thì điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến cái cách đặt tay và cũng sẽ ảnh hưởng tới cái quyết định mua sản phẩm, bởi vì khi mà mẫu bàn phím cơ dày hơn thì cái hướng tay sử dụng cũng sẽ cao hơn. Những anh em nào mà thường xuyên sử dụng bàn phím cơ như kiểu kickstand để bàn phím cơ cao lên thì chắc chắn sẽ chọn mua những bàn phím cơ đến từ Era. Còn những anh em nào giống như mình thôi, mình để tay thẳng thì có thể chọn mua những bàn phím cơ đến từ Dell. Thì cái phe phần bằng phẳng là khá tốt. Cái việc kickstand đây sẽ phụ thuộc nhiều vào nhu cầu sử dụng thôi. Mình cũng đưa ra để anh em có thể lựa chọn nó tốt hơn. Lật ra phần mặt sau thì anh em có thể thấy được đó chính là về phần dây kết nối với cái cách đi dây. Thì với Dell thì anh em sẽ chỉ có một cách đi dây duy nhất, bởi vì dây đã được gắn liền với bàn phím là một dây USB thông thường mà được bọc nhựa. Đối với Era thì cũng sẽ gần tương tự như vậy thôi. Tuy nhiên thì mặc dù vẫn là dây nhựa, thế nhưng sẽ được kết nối thông qua cổng USB Type-C và có thêm một số tùy chỉnh để anh em có thể đi dây. Cả hai mẫu bàn phím cơ ở đây được mình sử dụng, được mình mang tới đều có Restwick yên tĩnh phù hợp cho game thủ chơi game về đêm, hoặc là những anh em nào mà sử dụng văn phòng có văn bản thường xuyên. Thì với Dell thì sẽ sử dụng switch nhà chống ngược được gọi là D-Switch. Thì với Era thì sẽ sử dụng switch đến từ Hanua. Trong tầm giá khoảng 500.000 đồng thì mình sẽ nhận xét là cảm giác gõ của cả hai mẫu bàn phím cơ rất tốt, dành cho anh em nào mà mới chơi bàn phím cơ hoặc là đang cần tìm mẫu bàn phím cơ giá rẻ để có thể sử dụng. Về mặt trải nghiệm sử dụng, mình nghĩ là hoàn toàn có thể xứng đáng hơn đối với cái mức giá cao hơn, tức là mức 500.000 anh em nhận được cũng có thể nói đây là một món hời. Còn nếu mà chúng ta so sánh với phân khúc cao hơn thì nhận không hề chuẩn đâu nhé. Tuy nhiên nếu như anh em nào mà muốn sử dụng tốt nhất thì theo mình anh em có thể về fix lại những cái phím dài như kiểu phím space, phím shift để mang lại cái trải nghiệm tốt nhất, bởi vì hầu hết những cái mẫu bàn phím cơ kể cả có cao tiền hơn thì vẫn phải gặp lại những cái vấn đề như vậy, và chúng ta vẫn phải xử lý thủ công để có thể sử dụng sao cho phù hợp và hợp ý nhất. Về phần keycap thì cả hai đều sử dụng là những ABS double shot xuyên LED. Phần keycap của Era thì sẽ có thêm một cái lớp phủ nhám nhẹ để cái cảm giác sờ tích hơn và để giảm cái tình trạng bóng. Tất nhiên thì với những ABS thì sau một thời gian dài sử dụng chúng ta vẫn bị bóng lên mà thôi, nhưng với cái phần được phủ nhám thì cũng sẽ đảm bảo là cái thời gian được sử dụng là được đẹp nhất. Còn đối với Dell EK87 vẫn là nhựa thông thường ABS, nhưng bù lại ở dưới phần khung bàn phím thì sẽ có một lớp nhựa trắng để giúp phản xạ LED được tốt hơn. Thì cả hai đều được trang bị LED Rainbow. Thì các cái chế độ anh em có thể điều chỉnh thông qua những phím tắt cơ bản, hoặc là anh em có thể mở cái sách sử dụng ra để có thể lựa chọn và đọc để chính xác nhất. Hoặc là đơn giản hơn tí nữa đi, chúng ta nhìn luôn vào cái phần phím tắt ở trên bàn phím được in luôn lên đây để chúng ta có thể tùy chỉnh. Nhìn chung thì trong khoảng giá 500.000 đồng cho một mẫu bàn phím cơ thì Dell hay là Era thì vẫn đều là một trong những cái hãng đáng để anh em có thể chọn mua. Với hai sản phẩm như này, anh em sẽ chọn mua sản phẩm nào, EK87 hay EK387? Đừng quên để lại ý kiến ở ngay dưới bình luận của video. Hẹn gặp lại anh em trong video sau.